cũng trong cộng đồng Việt Nam mình thôi, mà cái này nó cũng hơi tế nhị một chút, có nhiều mà nói về vấn đề là những cái cơ quan truyền thông hoặc là những cái YouTuber mà họ thành lập lên đó, thì bây giờ nó cũng có một số họ mình thấy giống như là họ rất là binh vực cho tổng thống Donald Trump. Rồi xong đó, đó là mình nói cái YouTuber thôi, còn đa số là cái truyền thông Việt mình thì anh cũng biết rồi, thì không có bên bên ông bên Donald Trump đâu. Họ có thể là binh vực rất là cuồng và họ tạo ra những cái cuộc đi chơi hay là cái cuộc đi thuyền hoặc là cái cuộc thăm viếng và kỷ niệm sinh nhật rồi đó, rồi họ mới bán những cái hình ảnh đó, rồi tạo ra những cái ấn phẩm là áo thun rồi nón rồi sách rồi này nọ, rồi họ tổ chức đi thâu tiền những người đó thì họ tổ chức như vậy, nhưng mà họ không có dùng cái tiền đó, họ nói là đóng góp cho tổng thống Donald Trump ủng hộ, nhưng mà cái số tiền đó mình chưa bao giờ thấy họ công bố mà cái lợi nhuận đó để mà đóng góp cho cái quỹ tranh cử tổng thống Donald Trump. Thì theo cái quan điểm của anh đó, thì những người đó họ làm như vậy có đúng không, có đúng chính nghĩa không, hay là họ chỉ lợi dụng cái sự nổi tiếng của vợ chồng của ông tổng thống Donald Trump để họ làm cái quyền lợi riêng tư của họ về vật chất để họ thụ hưởng? Vâng, cái câu hỏi của anh, cảm ơn cái câu hỏi của anh. Cái này là cũng là một cái sự mà nhiều người hỏi tôi đó, thì tôi quan điểm riêng của tôi thấy đó, thứ nhất đó là ông Donald Trump ông có ủy nhiệm cho cái ủy ban đó để thâu tiền cho ông đâu, ông không có cần. Là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, nói bảo gửi tiền đến tôi để đến ABC này kia, rồi chúng tôi sẽ gửi đến tổng thống Trump sau khi mà có kết quả, mà đâu có cái chuyện gì đâu mà ở đời này đó đang không mà bảo gửi tiền trong Donald Trump thì tôi thấy là tôi xin lỗi quý vị nghe, những cái người nào mà không có hiểu hay là cái đầu óc làm sao thì mới gửi tiền trong Donald Trump, thì chắc là ông đâu có xin tiền của mình đâu, ông cho tiền người ta nữa mà một cái vụ mà economic impact, cái vụ mà coronavirus, ông cho một người độc thân là 1,200, hai người hai vợ chồng là 2,400, mỗi đứa con là $500, thì ông ấy cần gì ông xin tiền mình 50, 100 này kia, thì cái chuyện đó là cái chuyện đó, tôi nói xin lỗi quý vị mà xin tiền đó là quý vị tào lao chứ không phải không đâu. Ông ấy, thứ nhất là ông ấy đâu có nói là ông có đâu có ủy quyền cho quý vị đâu, thí dụ ông ấy viết một cái thơ, lá thơ bảo rằng tôi rất là cần những cái sự mà ủng hộ của những người Việt Nam này kia, cái tên Donald Trump rồi mới là gọi ông A, ông B, ông C, ông C trong cộng đồng, nhưng mà đâu có hay là nghĩa là đặt một cái tiệc và la lối ung sùng là vote for Trump này kia, ông có cần cái đó không, hay là nghĩa là mấy người đấy mà tôi sẽ chụp hình chụp ảnh này kia rồi gửi ông Donald Trump, cái đó là xạo là tào lao hết cả, đâu có ăn nhầm gì đâu, ông ấy đâu có cần mà như vậy đâu. Hay là nhiều người cũng không có hiểu biết gì về chính trị Mỹ, chẳng hạn hồi đó một đám người đến gặp ông Barack Obama, nói là yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, ông không có đem gặp, ông ấy cho là thật tí ông ấy gặp thôi, rồi nghĩa là tức giận nói là tôi là không có bỏ phiếu trong Barack Obama nữa. Nói xin lỗi quý vị Việt Nam nha, cái số phiếu của mình chẳng có bao nhiêu mà ảnh hưởng đến vấn đề tập thấp, có mình hay không có mình là cũng không có ảnh hưởng gì hết. Thì tôi nói như vậy quý vị đừng có buồn, tại vì là tôi nói như vậy là nói thật sự cái chuyện mà chính trị xảy ra. Tôi đến đây thì năm 1971 tôi theo dõi những cái cuộc mà trước thế mới là cái cuộc mà tranh cử ở tổng thống này rất nhiều rồi đó, thì tôi thưa anh Mai Xuân Viên như vậy, cảm ơn anh cho hỏi thì tôi nói rõ cái ý kiến của tôi. Những cái người mà làm như vậy thì rất là buồn cười. Bây giờ đó, thí dụ tôi nói thí dụ đi, gửi cho ông Donald Trump 20,000, 30,000 này kia của cái những cái người mà ủng hộ cái đó, rồi nó cũng chỉ nghe là ông gọi thơ cảm ơn với tôi, chứ thật sự là cũng không có ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà của ông ấy ra tranh cử, là cái số tiền có bao nhiêu đâu. Dạ, bây giờ mình cho mình để vậy cho mình hỏi cái anh có nghe là cái cộng đồng Việt Nam mình ở Chicago á, là tiểu bang Illinois đó, thì cũng có ra cái thông cáo là ủng hộ cái tổ chức gọi là Black Lives Matter á,
Và một số cộng đồng khác mình cũng không nói tên gì đâu, và có người Việt Nam á, bỏ cái tiền cá nhân của họ ra rồi họ làm cái billboard mà gắn ở freeway rất là mắc tiền, ủng hộ Black Lives Matter như vậy đó. Thì theo cái quan điểm của anh á, thì anh có ý kiến như thế nào, có thể cho mình biết, cả khán giả biết được không? Vâng, tôi sẵn lòng cho anh Mai Xuân Viên biết, thì cái này là ý kiến cá nhân của tôi thôi chứ không có phải là tôi đại diện cho ai hết. Dạ đúng Còn rồi. cái chuyện là người với người ủng hộ nhau thì nghĩa là tôi rất là hoan nghênh, tại vì một cái dân tộc bị đàn áp, mình cũng là một cái dân tộc thiểu số kia cũng sẽ bị đàn áp này kia cũng như vậy, nhưng mà cái trường hợp mà đưa đến cái sự mà đàn áp và cái sự chuyện xảy ra này kia đó thì cũng khó mà nghĩa là lượng định là cái chiều hướng của cái vấn đề lắm, cho nên nghĩa là và bây giờ người Việt Nam ủng hộ cái Black Lives Matter thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu, tại vì nghĩa là tôi nói là ủng hộ đi ủng hộ đi, và khi người ta nói bảo anh khùng là sao, anh người Việt Nam mà ủng hộ Mỹ Đen, nhưng mà cũng có người nói bảo mình là người với nhau bị đàn áp là mình phải che để cho họ, cái đó là mỗi người nghĩa là một cái ý, chứ tôi không có thế nào mà tôi nói là đúng hay là sai như thế nào. Với lại có một cái Hoàng Duy Hưng với lại Ngô Kỳ đang trời cãi lộn với nhau là dữ dội lắm, mà nói những cái từ tục tế nó hỏi tôi ý kiến làm sao, tôi bắt tôi không có ý kiến nữa đó, tại vì mỗi người có một cái chính kiến, mỗi người một có một cái đường lối người ta đi, mình đâu có nói là người ta đúng hay người ta sai như vậy được đó. Nếu mà đụng chạm tôi ở kêu đích tên tôi ra ở tôi thế này thế kia bắt buộc là tôi phải 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 thì cắt nghĩa cho quý vị nghe ở như thế nào, và cái đó là tôi làm rất là thường, mà tất cả những người mà chỉ trích tôi hay là khen ngợi tôi là tôi đưa ra diễn đàn là tôi nói hết, mà nói đi nói lại hàng chục hàng trăm lần này, cái đó là cái quan điểm của tôi đó. Cảm ơn anh Mai Xuân Viên. Dạ bây giờ mình nói cái gì ở trong nước đi, dạ có đề tài trong nước mà. Vâng, được rồi, anh cứ nói đi, tôi nói thoải mái à. Dạ thì bây giờ trong nước thì Cái trong 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 nước cái dạ trong cái ngày 24 á, tháng 5, cái tháng vừa rồi này nè, cái là tháng 6 đó, thì ở trong nước nó có bắt một số người mà ở trong nước mà họ nói những cái gì mà không có vừa ý cái nhà cầm quyền trong nước đó là họ bị bắt, thống như ví dụ như về bắt thì nó bắt một số người, miền Trung thì nó bắt vài người, về miền Nam nó cũng bắt á, thì theo anh nghĩ thì những cái người đó đó họ đòi cái quyền về tư hữu đất đai của họ quá lâu quá, và cái nhà cầm quyền nó không có trả lời quá dài, thành ra họ mới có những cái hành động hoặc là những cái lời nói nó mạnh hơn mà bị bắt như vậy, thì anh nghĩ cái đó có phải là họ làm đúng cái công lý hay không, hay là họ bị có cái sự đàn áp bất công của nhà cầm quyền ở trong nước? Bây giờ đó thật sự đó mình nói về Việt Nam á thì nghĩa là mình ở đây mình nói tôi mình không có biết được, thì họ nói cái khác mình coi cái khác, mà mình nghĩa là nhận xét một cái khác. Bây giờ tôi nói một cái vấn đề như vậy, tôi không có phải là tôi bênh vực gì Việt Cộng hết đó, nhưng mà cách đây khoảng chừng một năm á, nói bỏ ở Hải Phòng đó, thì cái tụi mà Trẻ Cộng á, tôi xin lỗi nói là cái tụi Trung Cộng nó qua rồi, có những cái khu đất mà họ mướn này kia đó, thì hỏi ở trong đó họ bài bạc rồi hỏi ma gái mại dâm này kia đó, thì sau khi mà cái cơ quan mà công an ở Hải Phòng đó điều tra kỹ rồi đó, họ mới bố ráp, tôi nghĩ là khoảng mấy 2-3 giờ sáng mới bố ráp bắt như là mấy chục người có hay là vũ khí rồi có tiền bạc, mà thấy là đánh bài trong đó nó bắt hết. Bây giờ nói vào Việt Cộng là họ không có một cái quyền hành gì đối với người mà nước ngoài không có đúng đó, không phải là tôi bênh vực gì Việt Cộng, nhưng mà cái đó nói đi nói lại để mà có cái justice của công an Hải Phòng bị bắt đó. Thì bây giờ nói lại về cái vấn đề mà Việt Nam bây giờ mình đâu có điều hành ở Việt Nam đâu, bây giờ Việt Cộng nó làm tốt cũng trời nó làm xấu cũng trời nó, cũng như là mình tôi nói chuyện ở trên các đài truyền thanh truyền hình này kia, tôi nói thí dụ đụng chạm đến người này người kia này kia thì họ cũng nói lại à. Mà tôi đâu có gọi là nghĩa là nói cái chuyện gì mà không có chứng cứ rõ ràng đâu đó, thì tôi nói như vậy để anh hiểu. Còn bây giờ anh hỏi ý kiến của tôi bắt những cái người Việt Cộng, bắt những cái người
miền Nam làm cái chuyện này, vị trí đất đai người ta mình thật sự mình không có biết, cho nên tôi không có dám nói về vấn đề đó. Mình nắm vững mình cũng chưa có nói được. À, bây giờ nếu là nói như vậy thì tôi thấy là tôi không có dám nói. Tôi cảm ơn anh Mai Xuân Viên. Ok vậy thôi không sao, tại anh nói hay không là cái quyền của anh, thì mình hỏi gì vậy thôi. Vâng, không, nhưng mà cái đó là ý kiến của tôi chứ không phải là như là tôi không có một cái chính kiến rõ ràng ở đâu. Thì cái chuyện mà nghĩa là cái đó là Việt Cộng họ em hỏi bắt bớ thì nghĩa là để Việt Cộng họ trả lời chứ còn tôi đâu có trả lời được. Việt Cộng tôi không có nghĩa là ở một cái đảng phái nào, chẳng có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Cộng sản, đảng Tự Do gì hết á, hay là tôi thuộc một cái tôn giáo nào, Công giáo, Phật giáo nào, Hảo Cao Đài, cho nên cái ý tưởng của tôi rất là phóng khoáng. Mà tôi chuyện duy nhất mà tôi muốn nói là cái nhất đó, là tôi muốn giúp đỡ cộng đồng, làm cái vấn đề mà thăng tiến cho cộng đồng, rồi mới là sẽ làm những cái chuyện mà nghĩa là nhận diện những người mà phá hoại cộng đồng. Thì tiếp đây thì tôi cũng muốn kết luận luôn là tôi cũng quan tâm của tôi để thứ nhất là cộng đồng đoàn kết và thăng tiến, rồi mới là không có những cái chuyện mà nghĩa là bôi nhọ nhau nữa, cùng nhau là thăng tiến trong mọi vấn đề. Cảm ơn anh. Chương trình này nó không phải là chủ trương của cái VMI Vlog, cái đó là những cái gì anh nói là đó là cái ý kiến cá nhân của anh, và tôi hỏi cái gì thì là cách của tôi thôi, chứ không có dính dáng gì mà với nhau cả. Đó là cái trách nhiệm của mỗi người riêng biệt với nhau, và mình cảm ơn anh và tạm chấm dứt chương trình ở đây. Hy vọng mình có cơ hội để sau này anh có thể đóng góp những cái kiến thức của anh để mà cho cái cộng đồng của chúng ta đó họ cũng hiểu rõ, tại vì anh cũng qua đây năm 71 là quá lâu rồi, so lại là chắc có thể là lâu, một trong những người lâu nhất ở Mỹ rồi, thành ra cái kiến thức của anh cũng có cái sự đóng góp cho cộng đồng của chúng ta, và anh cũng có cái lòng để đóng góp cho cộng đồng. Tôi muốn thưa ông anh Mai Xuân Viên là số điện thoại của tôi là Aircode 213-361-7929. Cái số điện thoại một lần nữa là Aircode 213-361-7929. Nếu mà tôi có thể phụ được với anh Mai Xuân Viên hay là bất cứ ai ở trong cộng đồng đó, những cái chuyện mà phổ biến tin tức này, cứ liên lạc với tôi. Dạ, cái số điện thoại của anh có, anh có vui lòng để anh đọc như vậy, có thể anh vui lòng là cho phép tôi để mà để lên YouTube cho người ta biết không, hay là chỉ trẻ đi? Vâng, thưa anh, vui lòng anh để trên YouTube, cho nên nếu mà ở phía dưới không nhiều người, người ta đâu không nghe đến phút cuối cùng đâu, thì anh để dùng cái số điện thoại của tôi ở trên cái YouTube mà phỏng vấn cái hình của tôi đó, để cho mọi người muốn là họ liên lạc với tôi một cách dễ dàng, họ có sẵn họ liên lạc. Thì cũng cảm ơn anh nhiều có nhắc nhở đến cái vấn đề đó. Thì trong tương lai những cái YouTube của anh, những cái video của anh, 303 video là tôi có coi hết rồi. Tôi không có biết tôi làm cái bao nhiêu cái video mà anh nói 303. Tôi không biết tôi làm bao nhiêu cái nữa. Thôi bây giờ mình lại cũng qua cái... Nhưng mà nghĩa là cái đó mà trong một thời gian ngắn mà anh chịu khó anh làm như vậy, thì tôi thấy là anh cũng như Việt Cộng nói, làm ngày không đủ, nghĩa là làm thêm đêm nữa, nói đại khái như vậy. Dạ không, mình nói cái đó mà không có thời gian nhiều đâu anh. YouTube của mình làm ra rất là không có thời gian nhiều. Và mình cũng kính chúc anh và gia đình anh được có một cái ngày lễ độc lập bình an vui, giữ gìn sức khỏe, để mà có sức khỏe thì mới đóng góp cho cộng đồng được, và những ý kiến anh rất là hữu ích cho cái cộng đồng của chúng ta. Tôi cảm ơn anh, thì anh về vấn đề khách hàng này kia tôi sẵn lòng à. Dạ không sao đâu, khách hàng khỏi cần giới thiệu. Anh khỏi cần giới thiệu đâu, không sao đâu. Cái đó anh em mình biết chỉ với nhau thôi nha. Dạ. Cả mình không có lấy cái vấn đề mà YouTube ra để mà làm thương mại, để mà cái đời sống riêng tư của mình, cái đó là họ cảm ơn anh, tuy nhiên mà mình không có cái chủ trương để mà dùng YouTube để mà làm thương mại. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, chúc anh một ngày vui. Cũng một lần nữa là cảm ơn.